người ơi từng nói giờ đây em ở phương nào, chắc bên nay hạnh phúc ngọt ngào, em có còn nhớ đến chi nhau, còn anh ngồi đây mà sao nước mắt tuôn trào, nhìn mưa anh muốn kêu gào, sao người nỡ làm anh đau, giờ còn mình vâng, xin cảm ơn anh Vũ rất nhiều ạ. Tiếp tục chương trình xin mời chị, xin mời bạn Thủy. Giờ bạn với mấy xong mình với các bạn ba người trên này mình tới luôn cho nó vui nha. Bạn kế tiếp mình tới chị Nga rồi sau mới tới bạn Dương.